Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau một số vấn đề liên quan tới việc tăng lương hưu năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì nghị quyết số 104 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Quốc hội thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2023. Theo đó, dự kiến số thu ngân sách nhà nước năm 2024 là hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023, còn dư chuyển sang bố trí dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước dự kiến là hơn 2,1 triệu tỷ đồng vân vâng. về thực hiện chính sách cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo tinh thần của nghị quyết số 27 năm 2018 của Trung ương thì nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước. Đồng thời sẽ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn liền với lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Quy định nêu trên đồng nghĩa với việc lương hưu sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Chính phủ sẽ có văn bản quy định chi tiết về mức tăng lương hưu năm 2024 trong thời gian sắp tới. Năm 2024, lương hưu hàng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được tính theo công thức sau đây. Cụ thể là lương hưu hàng tháng sẽ được tính bằng tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hàng tháng nhằm với mức bình quân tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó, tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu đối với lao động nam đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội sẽ được tính bằng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính thêm 2%. Đối với lao động nữ thì đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội sẽ được tính bằng 45%, sau đó cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2% và mức hưởng lương hưu tối đa là 75% về mức lương hưu thấp nhất tại khoản 5 điều 56 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điều 54 và điều 55 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi bổ sung bởi bộ luật lao động năm 2019. Trừ trường hợp quy định tại điểm y khoản 1 điều 2 và khoản 3 điều 54 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Như vậy, mức lương hưu thấp nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là bằng mức lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở là 1 triệu 800 ngàn đồng một tháng. Do đó, mức lương hưu thấp nhất đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng là 1,8 triệu đồng một tháng. Như vậy là mình vừa trao đổi xong với các bạn một số vấn đề liên quan tới việc tăng lương hưu năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bớt thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé.